Mở đầu sẽ là những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới COVID-19 nào sau khi phát hiện ca bệnh số 268 ở Hà Giang. Như vậy, tính đến 18 giờ chiều nay, nước ta đã qua 72 giờ không ghi nhận ca nhiễm mới. Bên cạnh đó, có 2 trường hợp được chữa khỏi, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi tính đến thời điểm hiện tại là 203 trường hợp, chiếm 76%. Đây là mốc thời gian quan trọng tính từ ngày 6 tháng 3, ngày bắt đầu giai đoạn 2 của dịch ở Việt Nam. Ở giai đoạn 1 của dịch đã có giai đoạn 22 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Tính đến ngày hôm nay, đã có 203 người được công bố điều trị khỏi bệnh COVID-19 và ra viện. Trong số 65 ca còn đang điều trị, 20 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 2 lần. Trước tín hiệu khả quan này, một số địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp đã bắt đầu có kế hoạch cho học sinh trở lại trường để tiếp tục chương trình học sau 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Cà Mau là địa phương đầu tiên cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học lại bình thường bắt đầu từ ngày mai 20 tháng 4. Thái Bình cũng cho phép học sinh lớp 9 cùng học sinh khối trung học phổ thông đi học trở lại nửa buổi bắt đầu từ ngày mai 20 tháng 4. Ngoài ra, các tỉnh có nguy cơ thấp khác như Vĩnh Long, Phú Yên, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Cao Bằng thì cũng đã có những kịch bản cho học sinh trở lại trường vào tuần tới hoặc đầu tháng 5. Còn lại những tỉnh có nguy cơ cao thì vẫn đang chờ tình hình dịch để đưa ra thông báo phù hợp. Trong một diễn biến liên quan, trên địa bàn của thủ đô Hà Nội vừa ghi nhận một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh. Đây là trường hợp bệnh nhân nữ số 188 ở thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ của Hà Nội. Bệnh nhân là nhân viên của công ty Trường Sinh, làm việc tại nhà ăn của Bệnh viện Bạch Mai, nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Hà Nam vào ngày 28 tháng 3. Ngày 14 tháng 4 vừa qua, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, được công bố khỏi bệnh và đưa về gia đình tiếp tục cách ly. 3 ngày sau đó, bệnh nhân có biểu hiện là ho khan, hơi tức ngực, không chảy nước mũi, nên cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để kiểm tra và điều trị theo quy định. Bên cạnh đó, thì trường hợp bệnh nhân 268 cũng không phải là ngoại lệ, khi thực tế chính tại nước ta và trên thế giới cũng đã ghi nhận nhiều ca tái nhiễm COVID-19 sau khi đã được điều trị khỏi, như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Điều này cho thấy những kết quả ban đầu mà Việt Nam đã đạt được chưa thể khẳng định chiến thắng cuối cùng. Vậy nên, chừng nào Việt Nam chưa công bố hết dịch, người dân vẫn nên thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế, như tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, rửa tay sạch, giữ khoảng cách 2 mét khi tiếp xúc. Thưa quý vị, để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về gói an sinh 62.000 tỷ đồng, hướng tới hỗ trợ hàng chục triệu người là những lao động mất việc, người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ông Long làm việc tại một hãng taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, còn vợ thì làm phục vụ cho một quán ăn. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vợ chồng ông mất việc làm và cũng mất luôn nguồn thu nhập mấy tháng nay. Hãng là cho nghỉ từ tháng 2 đến bây giờ do tình hình bệnh. Còn vợ thì nghỉ cũng giữa tháng 2 nên cũng là hai vợ chồng với hai đứa con thì nói chung rất khó khăn trong cái thời buổi dịch bệnh như thế này. Cũng vì dịch bệnh, chị Hồng phải đóng cửa quán bánh canh vốn là kế sinh nhai của cả nhà lâu nay. Theo thông tin được biết về gói hỗ trợ của Chính phủ, gia đình chị thuộc nhóm hộ kinh doanh cá thể doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm. Và nếu được mức hỗ trợ hàng tháng mỗi người 1 triệu đồng như vậy, thì thực sự ý nghĩa với gia đình chị trong giai đoạn khó khăn này. Từ lúc mà Chính phủ ra quyết định là không buôn bán gì nữa, là cả 2 tháng nay là tôi không có thu nhập đồng nào hết. Vậy là hai vợ chồng cùng với 3 đứa con là nói chung là bị rì luôn. Nghe Chính phủ hỗ trợ rồi cũng mừng. Mặc dù là chưa nhận được nhưng mà tôi rất là mừng. Ngay từ khi Chính phủ có chủ trương về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, khoảng một tuần nay, thông qua mạng lưới cán bộ tổ dân phố, thành phố Đà Nẵng đã triển khai việc khảo sát, lập danh sách các đối tượng cần hỗ trợ để họ được thụ hưởng chính sách nhân văn này trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi cũng hướng dẫn cho các cái đơn vị là tổ trưởng hoặc một người đi khảo sát đó, thì theo cái biểu mẫu hướng dẫn của sở, để ghi cụ thể theo cái tiêu chí mà sở hướng dẫn. Dự kiến ngày 20 tháng 4 đây là hoàn thành cái khảo sát và chúng tôi tổng hợp báo cáo thành phố.
Dự kiến khoảng 19.000 người có công với cách mạng và 20.000 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ được nhận hỗ trợ ngay trong tháng 4 này sau khi chính phủ chính thức ban hành quyết định. Các đối tượng khác như lao động tạm nghỉ việc, lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể sẽ được tiếp tục rà soát, phân loại và hướng dẫn thủ tục để có thể tiếp cận gói hỗ trợ chậm nhất là đầu tháng 5 tới, giúp họ đảm bảo mức sống tối thiểu vượt qua khó khăn. Tiếp tục với những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới hiện nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, tính đến thời điểm này, thế giới đã ghi nhận gần 160.000 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số hơn 2,3 triệu ca nhiễm, phần lớn là ở Mỹ và các quốc gia châu Âu. Đáng chú ý, trong ngày hôm nay, Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm 8 ca bệnh mới, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 10.661 trường hợp. Đây là số ca nhiễm mới trong một ngày thấp nhất 2 tháng qua tại quốc gia này. Nhật Bản và Singapore tiếp tục là hai điểm dịch mới đáng chú ý tại châu Á.